Toàn cảnh thảm kịch hẻm nút thắt Itaewon. Đêm qua theo giờ Việt Nam, một thảm kịch thực sự đã xảy ra tại con phố vui chơi sầm uất bậc nhất Hàn Quốc Itaewon, Seoul. Tính đến khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 10, theo Yonhap, chính quyền Seoul đã ghi nhận 151 ca tử vong, 82 người bị thương và 355 báo cáo mất tích trong thảm kịch dẫm đạp tối ngày 29 tháng 10 tại Itaewon, một khu giải trí về đêm ở Seoul, Hàn Quốc. Trong số các nạn nhân tử vong có 97 nữ và 54 nam, đa số ở độ tuổi cuối thiếu niên và 20. VTV dẫn thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc cho biết con số tử vong có thể sẽ còn tăng lên do còn nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Thảm kịch khởi đầu dưới hình hài của một lễ hội Halloween hoành tráng sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch. Theo nhà chức trách, ước tính có khoảng hơn 100.000 người đã đổ về đây trước thời điểm thảm kịch xảy ra. Theo các nhân chứng, lượng người đổ về đây quá đông khiến con phố này sớm quá tải, người chen nhau ken đặc. Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi người phía trước không thể đi tiếp, còn người phía sau thì vẫn đổ về mà không có sự ngăn cản nào. Lúc đầu, nhiều nữ giới gào khóc kêu la vì không thể thở nổi, nhưng người ta dường như chỉ nghe thấy tiếng nhạc mà thôi. Chứng là kỹ sư người Việt trả lời VTV cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng có thể xuất phát khi một người bất ngờ hô lớn lên tên một người nổi tiếng đang có mặt tại một quán bar trong khu vực con hẻm nhỏ gần khách sạn Hamilton. Ngay lập tức rất đông người đổ về đây. Con hẻm này thực sự là một nút thắt rất hẹp và dốc. Người sau dồn người trước và những người ở cuối dốc đã không thể trụ nổi. Đoạn phim được đăng tải trực tuyến cho thấy hàng trăm người chen chúc trong con hẻm hẹp, dốc bị đè xuống và bất động khi các quan chức cấp cứu và cảnh sát cố gắng kéo họ ra ngoài. Ông Choi, giám đốc sở cứu hỏa quận Yeosun, cho biết tất cả các trường hợp tử vong đều có thể là do dẫm đạp trong một con hẻm hẹp duy nhất này. Theo Hindustan Times, một tờ báo của Ấn Độ, đất nước từng chứng kiến nhiều vụ dẫm đạp thương tâm, dù phim ảnh hay khắc họa nạn nhân của các thảm họa tương tự qua đời, phần lớn vì dẫm đạp, trên thực tế lý do chính đa số là do nghẹt thở. Theo tờ báo giải thích, khi có hiện tượng chen lấn quá mạnh diễn ra trong không gian hẹp như thảm họa đêm qua, lực có thể lớn đến mức bẻ cong thép và khiến nhiều người nghẹt thở và ngừng tim ngay cả khi đang đứng trong đám đông. Trong trường hợp bị ngã xuống, họ sẽ bị đè lên với dòng người và chịu áp lực mạnh đến mức không thể thở nổi. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 30 tháng 10 công bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Ba con gái đốt nhà mẹ đẻ vì tranh chấp đất đai. Chuyển sang một thông tin thời sự trong nước cũng rất đáng chú ý, trưa ngày 30 tháng 10, trao đổi với tạp chí Tri thức trực tuyến, ông Đỗ Trọng Hoạch, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phóng hỏa khiến 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện đất đai. Theo lãnh đạo xã, gia đình có một con trai và 3 con gái. Do mâu thuẫn chuyện đất đai, những người này nhiều lần xảy ra bất đồng và đã được Ủy ban nhân dân xã tới hòa giải. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái mang can xăng khoảng 4-5 lít tới nhà mẹ đẻ, đổ ra sàn rồi phóng hỏa. Người mẹ ở với anh con trai. Lúc sự việc xảy ra, anh con trai đang ở trên tầng nên không bị thương. 2/3 cô con gái bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cô còn lại bị nhẹ, tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng, cháy quần áo và tóc đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lý Nhã Kỳ chung khung hình với Naomi Campbell tại Dubai đập tan tin đồn ác ý. Lý Nhã Kỳ hội ngộ Naomi Campbell sau 3 năm do Covid-19, diễn viên cho biết họ chụp ảnh kỷ niệm, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Trước đó, hai người đẹp từng gặp nhau ở nhiều sự kiện quốc tế. Năm 2018, Lý Nhã Kỳ từng mời báo đen tới Việt Nam. Theo những hình ảnh được VN Express đăng tải, cô mặc trang phục do Đỗ Long thiết kế, đi thăm đỏ dự sự kiện Fashion for Real Life do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức. Sau khi xem trình diễn thời trang, cô dự tiệc dành cho 200 khách mời, gồm các ngôi sao Hollywood, tỷ phú thế giới. Tại đây, người đẹp thay bộ váy khác với chi tiết xẻ tà, chất liệu ánh kim. Lý Nhã Kỳ sang Qatar ngày 27 tháng 10. Cô đầu tư cho chuyến công tác khi mang theo ekip gần 10 người, gồm nhà thiết kế, stylist, trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh và trợ lý riêng. Người đẹp cho biết chi 1,5 tỷ đồng cho lượt xuất hiện trong một ngày. Ngay sau sự kiện, Lý Nhã Kỳ nói về nước ngay vì có lịch trình công việc khác. Đáng chú ý, ngay trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này, Lý Nhã Kỳ vướng phải tin đồn bị bắt khiến cô bức xúc đăng bài lên trang cá nhân. Tuy nhiên, với những hình ảnh lung linh này, Lý Nhã Kỳ rõ ràng đã đập tan tin đồn ác ý đó. Khoảnh khắc hiếm hoi của ba cha con Long Nhật trước truyền thông. 10 ngày sau sinh nhật, Long Nhật tổ chức tiệc mừng tại Hà Nội với sự tham gia của hàng chục khách mời, gồm những gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Dịp này anh giới thiệu hai con lớn của mình. Hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, con trai và con gái Long Nhật tỏ ra rụt rè khi gửi lời cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ba mình suốt chặng đường 33 năm ca hát. Cả hai đều không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật giống ba. Nói về lý do bà xã không xuất hiện tại bữa tiệc, Long Nhật cho biết ba vợ anh mới mất và vướng hai con nhỏ nên chị phải ở lại Hải Phòng lo việc gia đình. Long Nhật gọi đây là bữa tiệc sinh nhật cho tuổi 20 cộng. Nam ca sĩ không muốn tiết lộ tuổi thật vì nhận thấy bản thân luôn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nghệ thuật và muốn cống hiến nhiều hơn cho khán giả.